Ok, chào các bạn nha. Đây là cái củ phát tua chậm nha, tua siêu chậm luôn. Xài 500 trắng. Các bạn thấy 500 trắng không? Lực hít thì thô rồi luôn các bạn ha. Nó hít rất là dữ luôn. Nó hít thật sự rất ấn tượng luôn nha. 500 trắng. Bên đây dây đồng. 2 nè, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. 54 cuộn nha các bạn. 54 cuộn. À, các bạn thấy điều đặc biệt là nó phân loại màu không? Di động nó phân màu ra. Các bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5 nha. Xong rồi tới 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi 1, 2, 3, 4. Xong rồi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Đó. Có cái có một pha nó là 4 các bạn. Hay là sao mình không rõ nha. 54 mà chia cho 3 thì được bao nhiêu các bạn? 54 chia 3. Cái này dây đồng rồi các bạn. Dây đồng. Ok, thì mình báo sơ sơ nha. Cái đường kính các bạn, đường kính khoảng 1 tấc 9 nha, 1 tấc 9. Đường kính của cái đĩa đồng này nè. Còn cái đường kính của cái này là 2 tấc. Cao tầm 8 phân. Cái viên 500 á các bạn, nó rất là dài nha. Viên 500 hút dữ thiệt chứ. 4 phân nha. Viên 500 4 phân. Đó. Cao 4 phân. Cái này bữa lâu mình cũng đếm rồi các bạn. Ở đây 54 cuộn hả? Này bao nhiêu cái ta? Lâu rồi mình cũng có đếm qua lần các bạn. Năm trăm trắng đủ hết các bạn, không mẻ không gì nha. Đó. Da đâu da? Bị cảm cảm từ bữa đi chơi tới giờ chưa hết các bạn, đỡ rất là nhiều. Ok, cái này là cái bây giờ mình không biết tại sao mà khi lắp vào các bạn nó bị lệch tâm một bên nha, lệch tâm một bên, nó không có quay được. Hít một bên á, mình lấy nó ra rất là vất vả luôn á. Còn cái này là mới nguyên zin nè, chưa mở ra các bạn. Cái này giá dự kiến khoảng 2,5 triệu nha. Khách nào lấy thì mình sẽ mở ra, tiến hành mở ra. Mình đưa 3 dây 3 pha bên trong ra để khi các bạn quay nó phát ra điện nha. Còn hiện tại á, ở đây nó cấp cho cái điện, nó cấp cho cái bo. À, cấp cho cái bo. Một cái nguyên cái này là cái nguyên zin nha. Ở đây còn cái nguyên zin, nó là hai cái nguyên zin. Tổng mình chỉ có 3 cái thôi. Hàng này hàng của Đức. Hàng nội địa Đức. Ấn tượng là cái 500 đó các bạn. Hít rất là dữ luôn. Ok, cái này hệ là hệ áp thấp nha. Áp thì mình thấy nó để là áp tầm 12, áp 24. Áp 24. Đó, có thể quay thì nó báo là 150 vòng phút. Cái này là nó bị mình đã mở ra một lần, mình hàng 3 dây 3 pha, nhưng khi mình lắp vô các bạn, nó hết quần bên á, cho nên mình không rõ hiện xử lý như thế nào cho nó hết cái việc mà nó hết quần bên. Cho nên tạm thời con này mình không có bán nha. Hoặc là khách nào về
khách nào về có thể nghiên cứu được á thì nghiên cứu giùm mình. Một bộ này các bạn, một bộ này hiện tại á nó đang bị tình trạng là hít sang một bên á nha. Thì bán cho các bạn một bộ này là một triệu tư nha, 1,4 triệu đó, giá bao ship. Còn hai con nguyên zin này hàng cực hiếm nha, hàng này gần như có 102 nha. Mấy con này hình như chưa có tháo ra các bạn, cho nên còn đủ đồ nha. Còn con kia đã bị tháo ra đâu rồi, cho nên là nó có mất đồ, cho nên khi đắp vô nó bị lệch tâm đó. Còn con này 2,5 triệu bao ship. Để rảnh các bạn mình mở ra, mình mở ra mình sẽ hàng 3 dây 3 pha đưa ra ngoài và test cho các bạn nha, các bạn khách rất là quan tâm. Ok, cái này thì khả năng qua tuần mình làm nha các bạn, qua tuần nha, hiện tại thì đang dọn kho.